Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau: cuộc chiến gián điệp giữa lực lượng nhân dân công lý do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn và an ninh Việt Nam tại miền Tây. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin chấn động liên quan đến cuộc đối đầu trong mặt trận gián điệp giữa lực lượng nhân dân công lý do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn và lực lượng đặc nhiệm quân khu 9 xảy ra tại khu vực Bạc Liêu, Cà Mau trong vòng hơn 3 tháng qua. Và đây cũng là những nội dung chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong bản tin thời sự đặc biệt ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, thời gian dài vừa qua, các lực lượng đấu tranh đòi tự do, dân chủ thường xuyên có các cuộc đối đầu, đụng độ với quân đội và an ninh Việt Nam, trong đó có lực lượng nhân dân công lý. Được biết là do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật với giấc mộng làm tổng thống của một nước Việt Nam mới, đứng đằng sau hậu thuẫn. Theo các nguồn tin thu thập chúng tôi có được, vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, các đơn vị quân đội tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắn chết một gián điệp từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam. Sau đó được quần chúng nhân dân hỗ trợ, công an Kiên Giang đã thu giữ một số súng AK, lựu đạn, một số bộ phận của máy phát điện dùng cho điện đài, quân tư trang và một số phù hiệu đây là lực lượng nhân dân công lý. Cũng vào thời gian này, cơ quan an ninh Campuchia cung cấp cho phía Việt Nam nguồn tin quan trọng. Vào trung tuần tháng 5, một người Khmer Kargon ra đầu thú đã khai báo về việc y đã trực tiếp dẫn đường một toán gián điệp người Việt Nam mang vũ khí, điện đài xâm nhập từ nước ngoài qua Campuchia vào Việt Nam để phá hoại. Từ lời khai của tên Danh Sang và việc tiêu diệt một gián điệp ở Kiên Giang, thu giữ một số phương tiện hoạt động gián điệp, bước đầu cơ quan an ninh Cộng sản Việt Nam nhận định đây là đầu mối của một tổ chức phản cách mạng từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam, nên đã báo cáo lên cấp trên. Cũng vào thời gian này, cơ quan an ninh đã tóm gọn tên Trần Minh Hiến và sau đó y đã khai nhận Hiếu là một trong số 23 gián điệp thuộc lực lượng nhân dân công lý đã xâm nhập vào Việt Nam qua con đường Campuchia. Trần Văn Hiếu khai rằng đây là số gián điệp của tổ chức do Lê Lâm và Nguyễn Hữu Hạnh đứng đầu. Lời khai của Hiếu phù hợp với lời khai của Danh Sa, người đầu thú trước đó, và các trang thiết bị do công an Kiên Giang thu được. Đặc biệt qua lời khai của Hiếu, an ninh Cộng sản Việt Nam đã xác định toán gián điệp này do Lê Hồng Ngự làm toán trưởng đang ẩn náu ở Cần Thơ. Công an Kiên Giang và công an Hậu Giang lúc này liền phối hợp tổ chức bắt giữ Lê Hồng Dự tại Cần Thơ. Qua các buổi xét hỏi, Lê Hồng Dự khai báo quá trình xâm nhập về Việt Nam và những hiểu biết của anh ta về tổ chức nhân dân công lý. Những lời khai này khớp với lời khai của Trần Minh Hiếu. Từ lời khai của các gián điệp bị bắt, cơ quan an ninh ta nhận định đây là toán gián điệp Thanh Châu 1 của lực lượng nhân dân công lý được thành lập và huấn luyện ở nước ngoài và trong nước và đang xâm nhập vào Việt Nam để hoạt động đấu tranh đòi tự do, lật đổ chế độ cộng sản chuyên chế ở Việt Nam. Từ lời khai của các gián điệp bị bắt, cơ quan an ninh đã lập chuyên án đấu tranh với chiến dịch mang mật danh phát súng trên Kiên Giang. Chuyên án này do một thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ huy. Với sự khôn khéo trong vận dụng phương pháp đấu tranh, lực lượng an ninh Việt Nam đã tiến hành chiến dịch bằng cách sử dụng trò chơi nghiệp vụ, tương kế tự kế, cử người ngụy trang xâm nhập sâu vào tổ chức của Lê Lâm và Nguyễn Hữu Hạnh. Sau khi chuyến xâm nhập của Thanh Châu 1 bằng đường bộ thất bại, ban lãnh đạo lực lượng nhân dân công lý quyết định tung toán gián điệp Thanh Châu 2 vào Việt Nam bằng đường biển, với kế hoạch sẽ chở vào Việt Nam 30 tấn vũ khí cùng với thiết bị quân sự các loại và một tòa toán gián điệp bằng đường biển để về xây dựng mật khu kháng chiến tại rừng U Minh. Toán gián điệp này do Nguyễn Văn Thanh,
mang bí số K44 làm toán trưởng, có nhiệm vụ. Sau khi đã xâm nhập Việt Nam thì tổ chức tiếp nhận người và vũ khí từ nước ngoài chuyển về các chuyến sau, đưa khối lượng vũ khí đó về các địa bàn hoạt động nhằm tấn công các mục tiêu quân sự ở miền Tây và Thành Hồ. Được biết khoảng ngày 12 tháng 5 năm 2023, chiếc tàu khởi hành từ nước ngoài chở 18 gián điệp biệt kích xâm nhập vào Việt Nam. Đúng 21 giờ cùng ngày, chiếc tàu của toán gián điệp biệt kích cập bờ biển khu vực Bãi Ghe gần sông Ông Đốc, Bạc Liêu. Khi cập bờ, các gián điệp trên lội bì bổm nặng nề trong đêm theo hướng vào U Minh. Nhưng sau đó Nguyễn Văn Thanh đã ra lệnh phân tán và hẹn nơi tập kết. Diễn biến của chiến dịch phát súng trên cao nguyên đến đây bước sang điểm ngoặt. Trong số các gián điệp xâm nhập lần này, có một người với mật danh K-64 quyết định ra đầu thú với cơ quan an ninh. K-64 đã khai toàn bộ hoạt động xâm nhập của toán Thanh Châu 2 và mua đồ của lực lượng Nhân dân Công lý. Từ lời khai của K-64, lực lượng an ninh đã bao vây tóm gọn toàn bộ bọn xâm nhập. Riêng Nguyễn Văn Thanh ngoan cố chống trả nên đã bị an ninh tiêu diệt. Sau đó, lực lượng an ninh đã thực hiện kế hoạch tương kế tự kế, tiến hành giáo dục, cảm hóa và khéo léo sử dụng những gián điệp bị bắt hoặc ra đầu thú để thành lập tổ chức đặc biệt. Theo chỉ đạo của Lê Lâm, tổ đặc biệt này dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của lực lượng an ninh ta tiến hành liên lạc với Lê Lâm và Nguyễn Hữu Hạnh về thực hiện các đợt xâm nhập. Từ đó, việc liên lạc giữa trung tâm địch và phía an ninh cộng sản dưới danh nghĩa là tổ đặc biệt được tiến hành theo lịch trình. Nhờ vậy, mọi âm mưu kế hoạch xâm nhập của lực lượng này bị phía Việt Nam theo dõi ngay từ khi xuất phát xâm nhập. Trên cơ sở, những tin tức nắm được, lực lượng an ninh cộng sản đã nắm chắc các chuyến xâm nhập của lực lượng Nhân dân Công lý và đã tổ chức đón lõng và bắt giữ toàn bộ bọn gián điệp và phương tiện chiến tranh khi xâm nhập vào vùng Hòn Đá Bạc ở Cà Mau, Việt Nam. Với cách đánh này, an ninh cộng sản đã tóm gọn 18 chuyến xâm nhập, tiêu diệt và bắt sống 119 gián điệp, thu trên 100 tấn vũ khí các loại gồm 2 tàu thủy, 2.000 khẩu súng các loại, hơn 1 triệu viên đạn các loại, 11 máy thông tin vô tuyến, nhiều thuốc men và hơn 5 tỷ 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Nhưng toàn bộ số tiền đó là tiền giả. Đặc biệt, thông qua chuyên án này, an ninh Việt Nam đã bóc gỡ hàng trăm nhân vật khác trong nội địa. Sau khi mai phục, bắt giữ toàn bộ gián điệp xâm nhập trên đây, an ninh cộng sản Việt Nam đã tiến hành phá án, bắt nhiều người cầm đầu thuộc lực lượng Nhân dân Công lý trong nước. Được biết, Lê Lâm và Nguyễn Hữu Hạnh đều là sĩ quan thuộc lực lượng quân khu 9 trước đây. Sau khi bất mãn với những gì diễn ra trong lực lượng quân đội cộng sản, hai nhân vật trên cùng nhiều sĩ quan, binh sĩ khác đã quyết định ly khai và thành lập lực lượng Nhân dân Công lý hoạt động trong khu vực ba nước Thái Lan, Campuchia và Việt Nam và đã từng gây ra bao ám ảnh cho quân đội cộng sản Việt Nam. Với sự hỗ trợ của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và quân đoàn Dân Chủ, lực lượng này được tổ chức huấn luyện bài bản về phương pháp đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam. Cũng theo các nguồn tin chúng tôi có được, sau khi đào ngũ khỏi lực lượng quân khu 9, đại tá Lê Lâm và trung tá Nguyễn Hữu Hạng đã thành lập tổng hành dinh ở nước ngoài để tuyển mộ nhân sự, huấn luyện các phương thức hoạt động gián điệp, tấn công vào các mục tiêu quân sự. Cũng theo lời đồn đoán của dư luận, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số đồng minh của ông ta đã đổ công, đổ của ra sức huấn luyện cho các gián điệp về kỹ thuật sử dụng vũ khí, chất nổ, kỹ thuật sử dụng điện đài, phương pháp tuyên truyền lôi kéo lực lượng v.v. Sau khi đã hoàn thành huấn luyện gián điệp, lực lượng Nhân dân Công lý tiến hành tổ chức xâm nhập vào Việt Nam. Kế hoạch của lực lượng này là cùng các tổ chức khác là tiến hành đấu tranh, bạo động nhằm gây áp lực lên chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Việt Nam trở thành một nước dân chủ tự do, đảm bảo quyền làm chủ của người dân. Nếu thực hiện được ý đồ này, đài phát thanh của lực lượng này đặt ở nước ngoài sẽ chính thức công bố
tuân lệnh và phát lời hiệu triệu nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, tạo điều kiện cho người dân đứng lên đòi hỏi dân chủ tự do. Diễn biến tiếp theo của trận đối đầu kịch tính và ngoạn mục này giữa hai bên ra sao, và liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bị đưa vào sổ đen trong cuộc chiến này hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho quý vị khi có được những cập nhật mới nhất. Thời lượng còn lại của kênh thời sự là bản tin quốc tế. Tàu hải quân Nga hư hại sau cuộc tấn công của USV Cảm Tử. Theo CNN, tàu đổ bộ hạng nặng Olenogorsky Gonia của Hải quân Nga chịu tổn thất đáng kể sau cuộc tấn công bằng USV Cảm Tử sáng ngày 4 tháng 8. CNN dẫn nguồn tin riêng cho biết, cơ quan an ninh Ukraine SBU và Hải quân Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị mặt nước không người lái USV Cảm Tử và các tàu hải quân Nga trên Biển Đen. Cũng theo nguồn tin của CNN, vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng 4 tháng 8. Ít nhất một tàu hải quân Nga đã bị hư hại nặng và nghiêng hẳn về bên trái sau đợt tấn công. Con tàu đã phải nhờ đến các tàu lai dắt kéo về bến cảng. Từ một số đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, con tàu trên nhiều khả năng là tàu đổ bộ hạng nặng Olenogorsky Gonyak của Hải quân Nga đang được triển khai tại thành phố cảng Novorossiya. Đoạn video dài 36 giây, được quay từ chính chiếc UAV của Ukraine, cho thấy nó lao vào mạn trái tàu chiến Nga mà không gặp bất cứ trở ngại nào. CNN hiện vẫn chưa xác minh được tàu chiến nào của Nga hư hại trong vụ tấn công. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng phát đi thông báo đánh chặn thành công đợt tấn công bằng USV Cảm Tử ở Novorossiya. Hai tàu USV bị phá hủy hoàn toàn. Cũng theo thông báo trên tàu tuần tra của lực lượng Nga ở cảng Novorossiya, phát hiện và đánh chặn kịp thời hai USV trên. Theo phân tích của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine có vẻ như đang cố gắng tấn công Novorossiya, nơi đặt căn cứ của hạm đội Biển Đen. Còn theo RIA Novosti, cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương đã được thông báo về các tiếng nổ lớn ven biển Novorossiya nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Nhiều video được chia sẻ bởi các trang tin của Nga như Gazdoka, Mask, Sok cho thấy thứ dường như một tàu tuần tra cỡ nhỏ của Nga đã sử dụng súng máy để đánh chặn hai USV dù trời chưa sáng hẳn. Hai phương tiện này nổ tung ngay sau đó. Âm thanh của các vụ nổ có thể được nghe thấy từ khu định cư ven biển Mikhako, Yunaya, Ozeraka và Arao Yuso cách đó khá xa. Cũng trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không ở Guinea đánh chặn thành công 13 máy bay không người lái UAV Cảm Tử tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của bán đảo này vào rạng sáng 4 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm 10 UAV bị phòng không Nga bắn hạ, 3 chiếc còn lại bị áp chế điện tử rơi tại chỗ. Hiện chưa ghi nhận bất cứ thiệt hại về người nào sau đợt tấn công. Trong một diễn biến tiếp theo, Nga chặn đứng cuộc tấn công vào căn cứ hải quân ở Novorossiya. Ngày 4 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tấn công một căn cứ hải quân của Nga ở thành phố Novorossiya bằng hai xuồng không người lái. Các phương tiện này đã bị các tàu tuần tra của Moscow phát hiện và phá hủy. Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố tấn công căn cứ hải quân Novorossiya bằng hai xuồng không người lái. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời xác nhận các phương tiện này đã bị phát hiện và phá hủy bởi hỏa lực từ các vũ khí tiêu chuẩn trang bị trên tàu Nga để phòng vệ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài vào căn cứ hải quân. Thống đốc khu vực Krasnodar, ông Vladimir Kozyadeh cho biết trên Telegram rằng quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công và không có thương vong hay thiệt hại vật chất. Các cơ quan khẩn cấp trước đó xác nhận những tiếng nổ trong khu vực nhưng các nhà chức trách chưa chia sẻ thêm thông tin chi tiết. Trước đó, ông Oleg Yuko, cố vấn của người lãnh đạo Guinea Sergei Ezeonu thông báo các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại một số khu vực của bán đảo này tối qua và bắn hạ tất cả mục tiêu trên không.
Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng phương tiện không người lái dưới nước tấn công tàu thuyền nước này và các thành phố cảng, nhưng hầu hết trong số đó đều bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn. Moscow cũng cáo buộc Ukraine lợi dụng các hành lang ngũ cốc để tiến hành các cuộc tấn công. Trong một diễn biến tiếp theo, trận lũ hung dữ nước dâng chạm mái nhà, người dân phải ôm thùng xốp trôi nổi 5 giờ liền. Theo The Paper, người dân Trác Châu, Hà Bắc Trung Quốc không thể ngờ rằng họ phải trải qua trận lũ lớn vật kịch tính đến vậy. Ôm thùng xốp lên đến 5 giờ liền, tại nơi hợp lưu của nhiều con sông, Trác Châu là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Hà Bắc, Trung Quốc trong đợt lũ lụt lần này. Gia đình Châu Văn Kinh có một nhà kho kinh doanh đồ gỗ trong chợ gỗ Tây Quan, thành phố Trác Châu. Vào ngày 31 tháng 7, cô và chồng đến nhà kho làm việc như thường lệ. Đến 13 giờ chiều, một thành viên trong nhóm cộng đồng gửi thông báo có nội dung có xả lũ và cần sơ tán ngay. Thông tin này dường như không thu hút được sự chú ý. Châu Văn nghĩ nước sẽ chỉ dâng lên một chút thôi và họ giống như hầu hết những người trong chợ gỗ đã không sơ tán. Tuy nhiên, đến 20 giờ tối 31 tháng 7, cô phát hiện nước trong nhà kho đã dâng lên đến mắt cá chân. Ra đến ngoài cửa, nước ngập đến ngang đùi, đi thêm đoạn nữa, mực nước còn sâu hơn. Không ai nhận ra rằng trận lụt sẽ hung dữ như vậy. Khi có thông báo, mọi người đều thờ ơ vì chưa ai từng trải qua nên rất nhiều người bị mắc kẹt. Châu Văn nói với The Paper rằng nước lũ cuốn gỗ, đồ gia dụng như điều hòa, máy giặt, tủ lạnh trôi nổi trên mặt nước. Đến đêm, nước tiếp tục dâng cao và chảy xiết. Vợ chồng Châu Văn đánh liều, mỗi người ôm một thùng xốp và thả nổi trôi trên mặt nước. Để tránh bị trôi theo dòng nước, họ cố gắng nắm chặt cánh cửa nhà kho và lên đên trên mặt nước hơn 5 giờ đồng hồ. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc viết di thư và nói với người thân số tài khoản ngân hàng và mật khẩu. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, khi nhà kho ngập chạm đỉnh, vợ chồng Châu Văn ôm thùng xốp khéo léo, trôi theo dòng nước và leo lên được tầng 2 của một ngôi nhà cách đó hơn 10 mét. Khi chúng tôi trôi, mực nước chỉ cách với ban công tầng 2 khoảng 10 xăng. Cô ước tính độ sâu của nước vào thời điểm đó là khoảng 5 mét. May mắn, sau đó vợ chồng cô cũng được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Theo cô, giải cứu chợ gỗ không hề đơn giản bởi dòng nước chảy xiết. Có nhiều vật thể bằng gỗ trôi nổi, đường bị chặn, thuyền cứu hộ sẽ bị thủng. Cứu hộ cả nước đổ xô về Trác Châu. Theo tuần báo Nhân Vật Phương Nam Trung Quốc, từ năm 1963, Trác Châu chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nghiêm trọng nào tương tự, khiến người dân không nhận thức được mức độ nghiêm trọng đằng sau các thông điệp cảnh báo sớm khác nhau.